Chào mừng các bạn đã đến với channel. Đặt một giả thiết là nếu như các bạn đang đi tìm cho bố mẹ mình một chiếc máy tính bảng thì iPad sẽ là một sự chọn không thể tuyệt vời hơn. Vì sao ấy ? Bởi vì rất là nhiều các cụ chỉ biết tới iPad mà thôi chứ không hề biết máy tính bảng là cái gì đâu. Nếu như các bạn đang lăn tăn về mức giá của những chiếc iPad đang quá cao thì có thể lựa chọn những chiếc máy refurbished hay certificate pre-owner với mức giá rất dễ chịu. Ví dụ như chiếc iPad mini 2 mình đang có đây có giá chỉ khoảng gần 7 triệu đồng thôi. Nào ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc máy này. Trên màn hình của các bạn thì đang là hộp của chiếc máy, có thể thấy rằng nó khác biệt khá nhiều so với những chiếc máy iPad mini brand new. Với những chiếc máy thông thường thì ở trên vỏ hộp chúng ta sẽ có hình ảnh chiếc iPad mini nằm treo chéo khoe độ mỏng. Tuy nhiên thì ở phiên bản refurbished này thì ở trên mặt trước sẽ chỉ có dòng chữ iPad mini mà thôi. Tất cả các cạnh thì cũng sẽ không có thông tin gì cả, chỉ có mỗi cái logo Apple này ở đây thôi. Mặt sau thì cũng không có thông tin gì luôn, chỉ có mỗi cái tem. Về cơ bản thì hộp của chiếc máy nó rất là ít thông tin như thế thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem nào. Và đây là chiếc iPad mini 2 của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ đặt sang một bên. Và về phụ kiện chúng ta sẽ có khá là giống với lại những chiếc iPad mini brand new đúng không? Chúng ta sẽ có một cái củ sạc và một cái cáp sạc. Đây thì sẽ là sách vở rất là dụng cái kiểu này. Và một cái que chọc SIM. Đây là không thể thiếu được hai cái logo quả táo gắn dở để chúng ta có thể dán vào bất cứ nơi đâu. Có thể dán vào một chiếc máy tính bảng Asus để biến nó thành đồ Apple. Còn đây thì sẽ là một cái củ sạc. Củ sạc này là củ sạc 10W và một sợi dây cáp Lightning. Hết rồi, chúng ta sẽ chỉ có những phụ kiện như vậy ở chiếc iPad mini 2 này mà thôi. Và về các bạn thì thực ra là tất cả những chiếc iPad thì đều chỉ có cáp và sạc mà thôi. Nói về chiếc máy thì iPad mini 2 hay là dòng họ nhà mini nói chung nổi bật lên với sự nhỏ gọn của nó. Chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm chiếc máy này bằng một tay một cách rất chắc chắn mà không gặp phải bất cứ sự khó khăn nào. Có được điều này là do phần viền trái và phải đã được Apple làm mỏng đi rất là nhiều. Máy rất là mỏng, nó chỉ dày có 0,75cm mà thôi. Mặc dù là ra mắt đã lâu và có mức giá rất là tốt, tuy nhiên thì nhìn thiết kế của iPad mini 2 vẫn rất sang trọng và hiện đại. Có thể nói là ngang ngửa, chẳng khác gì nhiều lắm so với lại những chiếc iPad Air 2 hay là iPad mini 4. Có chăng chỉ là sự thiếu vắng của Touch ID ở mặt trước mà thôi. Về cấu hình thì mini 2 sử dụng con chip Apple A7, dùng chung con chip với lại iPhone 5S. Cũng tạm ổn, chơi được tất cả các thể loại game mà không phải giật lag. Tất nhiên rồi, Apple mà, họ có cách để tối ưu phần mềm rất là tốt. Tuy nhiên thì thực sự là khi mà đa nhiệm thì có hơi lag giật một chút. Đó là trải nghiệm và là chia sẻ thực sự của mình, bởi vì là mình cũng đang xài một con iPad mini 2. Chiếc máy này thì có mức bộ nhớ trong là 32GB. Mình thấy đây là một mức dung lượng bộ nhớ vừa phải, không bị quá ít như là 16GB và cũng không bị quá nhiều như là 64GB. Cơ mà gần đây thì với những chiếc máy mới ra mắt thì Apple đã không còn làm bản 32GB nữa rồi. Hẳn là có bạn thì sẽ băn khoăn là mua máy refurbished thì sẽ có cảm giác như là mua máy cũ vậy. Xin thưa là đó chỉ là cảm giác mà thôi. Bởi lẽ là máy refurbished thì sẽ có ngoại hình mới 100%. Kể cả là linh kiện bên trong, nếu có gặp phải bất cứ cái lỗi lầm gì thì cũng đã được Apple, chính Apple thay thế bằng những linh kiện chính hãng. Cho nên là chúng ta có thể gần như coi đây là một chiếc máy mới. Thêm một tin vui nữa cho các bạn, đó là những chiếc máy này tại 7S sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, không khác gì hàng mới của FPT luôn. Và như vậy là mình đã vừa mang tới cho các bạn một sự lựa chọn rất là tuyệt vời nếu như các bạn đang đi tìm cho mình một chiếc máy tính bảng với mức giá phải chăng. Những chiếc máy này thì đã có mặt tại những cửa hàng của 7S trên toàn quốc với mức giá là 6.890.000 đồng cho bản 32GB và 4G. Nếu các bạn còn bất cứ lăn tăn gì thì có thể qua cửa hàng và trực tiếp trải nghiệm. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.